mẫu quốc thể thao Nissan Z 2023 mới có giá niêm yết khởi điểm từ 945 triệu đồng, tại Nhật Bản. Do những vấn đề về chuỗi cung ứng linh phụ kiện, Nissan Z 2023 đã phải rời lịch ra mắt tại Mỹ. Còn tại thị trường quê nhà Nhật Bản, xe đã chính thức ra mắt. Cụ thể, lịch ra mắt của Nissan Z 2023 tại Nhật Bản sẽ được lùi lại tới tháng 6. Còn tại Mỹ, mẫu quốc thể thao sẽ trào sân vào mùa hè, và chưa rõ thời điểm cụ thể là khi nào. Mặc dù vậy, lô xe Nissan Z 2023 đầu tiên được cho là sẽ có mặt tại các đại lý xứ cờ hoa vào khoảng trước mùa hè. Về giá xe Nissan Z 2023 đại diện của hãng cho biết, tại Nhật Bản xe sẽ được niêm yết với mức khởi điểm từ 5 241.500 Yên Nhật, tương đương 41.081 USD hoặc hơn 944 triệu đồng. Phiên bản tiêu chuẩn này sẽ được trang bị đi kèm tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động 9 cấp. Trong khi đó, hai phiên bản chung bao gồm Nissan ZS sử dụng hộp số sàn thể thao sẽ có giá 6 triệu 63.200 yên, 47.521 USD 1,1 tỷ đồng. Còn Nissan ZT đi kèm hộp số tự động sẽ có giá 5 triệu 687.000 yên, tương đương 44.572 USD, 1,02 tỷ đồng. Hai phiên bản cao cấp nhất của Nissan Z 2023 là S và Proter có giá lần lượt là 6 triệu 462.500 và 6 triệu 966.300 yên quy đổi khoảng 50.650 USD, 1,16 tỷ đồng và 54.599 USD, 1,25 tỷ đồng. Bên cạnh đó, mẫu xe thể thao hai cửa nhà Nissan vẫn chưa được phát giá, hay tiết lộ các tùy chọn cấu hình chi tiết tại thị trường Mỹ. Tuy nhiên mức giá mà các dân chơi phải chi để sở hữu em nó sẽ nằm trong khoảng trên dưới 40.000 USD. Ngoài các tùy chọn về hộp số chuyển động, Nissan Z 2023 sẽ được trang bị khối động cơ V6 tăng áp kép cho công suất tối đa lên tới 400 mã lực, và mô men xoắn có thể đạt mức 465 Nm. Sức mạnh này đáng nể hơn cả đàn anh 370Z, vốn có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km h chỉ dưới 5 giây, hứa hẹn khả năng bứt tốc cực ấn tượng của Nissan Z. Mặc dù vậy, đại diện của hãng cũng chia sẻ, lịch ra mắt của mẫu quốc thể thao này vẫn có khả năng, dù nhỏ tiếp tục bị rời lịch ra mắt lâu hơn nữa, nếu tiếp tục bị tác động bởi chuỗi cung ứng sản xuất. Đây là hậu quả nặng nề kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát cách đây 2 năm và vẫn tiếp tục đeo bám dai dẳng ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.